Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Đã đến với kênh Hương Bùi Family. Thì hôm nay Hương sẽ ăn đây mọi người. Cái này là trái sim rừng nè. Cái trái sim này mọi người đi Phú Quốc á mọi người thì người ta dùng cái trái sim này để làm rượu á. Còn cái này là trái sạch. Những cái video trước thì Hương cũng đã có quay cho mọi người rồi. Cái này là trái sạch thì cũng là trái rừng luôn á mọi người. Đây. Hôm nay Hương mua được trái khá là bự luôn nè. Những cái trái bự mà vàng như thế này nè, ăn nó sẽ ngọt hơn so với những cái trái mà nó nhỏ nhỏ mọi người. Còn cái trái này nè mọi người, đây để Hương xoay lại cho mọi người xem nha. Cái trái này nè, đây trái này nè mọi người, đây cho mọi người xem nè. Cái này thì ở Hương người ta gọi là trái trăm, nhưng mà thật ra thì những cái trái này cũng là trái rừng luôn. Nhưng mà thật ra thì Hương chỉ mới ăn cái trái này lần đầu thôi. Lúc trước thì Hương chưa có ăn cái trái này bao giờ hết á. Nhìn thì nó giống như cái trái nhãn á mọi người. Các ai mà biết trái nhãn màu đen á thì cái trái này giống hệt như trái nhãn luôn nè. Nhưng mà nó ăn thì nó, để Hương ăn cho mọi người xem thử nha, cái vị như thế nào nha. Lúc mà Hương mua á, người ta kêu là mình cái trái này nè, mình đem về mình lắc muối ớt á. Nhưng mà Hương không lắc muối ớt thì bây giờ Hương chấm muối ớt nha. Cái vị đầu tiên Hương ăn á mọi người thì do Hương lấy trúng cái trái chín á cho nên là cảm giác nó hơi ngọt 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 ngọt, nhưng mà cái vị hậu phía sau á thì nó có cái vị chát. Mình ăn tiếp thử trái tiếp theo thử nha, chấm chút muối cay cay nó mới ngon, cho một tí xíu ớt đi. Muối này là Hương đâm từ muối hột nha mọi người, muối hột mà muối ngoài biển người ta làm á, người ta để hột hột á chứ không phải là muối gọi là muối muối gì ta, muối tinh chế rồi muối gọi là muối iốt nha, này là muối hột không phải muối iốt. Mọi người cái hột nó nhỏ nhỏ giống y xì hột nhãn luôn à. Còn trái này là trái cám nha, cái video trước Hương cũng đã làm rồi. Thì hôm nay Hương làm tổng hợp lại những cái trái cây rừng. Thì xoài này thì thật ra nó chỉ là trang trí thôi. Xoài nhà ngoại Hương khá là ngọt luôn. Hôm trước Hương thử chấm với mắm đường cho mọi người xem á. Lúc còn sống á, nó chua lắm nhưng mà chín thì ngọt. Chát chát mọi người ơi. Trái sim nè. Trái sim này nè. Phía sau rừng nhà, phía sau nhà ngoại Hương á là núi á, hồi nhỏ hay lên núi hái sim lắm mọi người, nhưng mà một năm chỉ có một mùa thôi nha, không phải là mùa nào cũng có trái sim đâu. Thông thường là khoảng mùa hè tháng 5, tháng 6, tháng 7 là bắt đầu là sẽ có trái sim nè, chim chim chập chộ nè, cháo du dĩ nữa. Cái này ăn là nhớ lại tuổi thơ mọi người, ở Phú Quốc thì nó sẽ nhiều hơn so với ở ở đây. Ở Hương thì chỉ có trên rừng hoặc là những nơi nào mà còn núi, còn ở sau núi á thì mới còn những cái cây này thôi, chứ còn bây giờ người ta quy hoạch đất hết rồi, người ta xây nhà ở rồi, những cái trái cây rừng này bây giờ hiếm lắm. Hôm mua trái này là 40 ngàn một ký mọi người, những trái bự như thế này nè đây mọi người, đang cho mọi người xem nè. Đây ha, cái sim nè, có cái này nè. Những cái như thế này là những cái chín nè mọi người, ăn khá là ngọt luôn á. Để em cắn cho mọi người xem nè, cái ruột nó nè. Đây. Không đợi chế độ camera lại cho mọi người xem nha. Đây, hộp nó nè mọi người. Nó từng hộp như thế này nè. Ngọt. Này là những trái ăn chơi thôi, hồi nhỏ mình hay ăn. Bây giờ nhớ lại là thấy người ta bán là muốn mua về ăn thử lại mọi người, cho con nít rồi nó ăn á, cho nó biết được là trái những cái trái này như thế nào á.
Rồi khi mà đi ra đường hoặc là ai nhắc lại ấy, thì nó nhớ lại là ôi hồi nhỏ có cho ăn rồi ba mẹ có cho ăn. Chứ lúc sau này là Hương nghĩ là chắc sẽ không biết những cái này đâu. Cái vỏ nó khá là dày luôn á mọi người, vỏ dày lắm. Tại vì bây giờ người ta không có bán chim chiên chập chội, những cái này bị hư rồi. Ta hái từ trên rừng xuống, có trái còn ăn được, có trái bị hư rồi mọi người. Trời ơi, nó chín với nó có dồi luôn, có con dồi luôn. Ghê quá. Này trái cây rừng, trái cây sạch cho nên là mọi người không có sợ phải phân thuốc gì hết. Ai mà đi Phú Quốc để uống được sim rồi á thì mùi của cái trái sim này giống hệt như cái mùi của rượu sim á mọi người. Đây. Muối uống nụ nụ luôn nè mọi người. Trái này khá to hơn trái hôm trước con ăn luôn á. Những cái trái to như thế này nè ăn nó sẽ ngọt, nó chín nó sẽ ngọt hơn. Còn những cái trái mà nó nhỏ mọi người thì ăn thì nó sẽ chua. Thông thường sạch thì con nít cũng thích ăn mà người lớn cũng thích ăn. Tại vì cái vị của nó chua chua ngọt ngọt. Nó ngon hơn so với trái đỏ nha. Nó cũng là một giống của cây đỏ mọi người. Nhưng mà cái này thì trái nó nhỏ hơn. Cái hạt nó cũng nhỏ hơn nữa. Không lặt hết luôn nha. Lặt hết mình ăn một lúc như thế luôn ăn nó mới ngon. Wow. Ngọt quá mọi người. Thấy là ngọt luôn á, tại nó chín rồi nó, cái màu mà nó vàng đậm như thế này nè, ăn sẽ ngọt hơn nè, cái màu vàng này nè ăn sẽ chua hơn nè mọi người, tại vì nó cái vàng nó nhạt hơn, có nghĩa là trái còn sống á, còn non, à, chưa chín. Chấm với muối ớt chua chua mặn mặn ngon luôn. Phải chấm như thế này nè. Ngon. Các trái thì ngọt, lịm giống như đường á. Những trái phía trên này ngọt. Có một trái chua. Thằng ăn thử cái nhánh đây nha. Đây nè mọi người. Nó chưa chín thì cái màu nó hơi vàng xanh xanh như thế này nè. Cái này phải chấm muối ớt nhiều ăn mới ngon. Chứ không là nó chua lắm. Chua mọi người ơi. Khá chua luôn á. Hơn ăn chua rồi ăn ngọt không biết. Chiều nay Tào Tháo có gặp không? Đi vệ sinh nhiều người ta hay gọi là gặp Tào Tháo ấy mọi người. Có nhiều người biết nhưng mà Hương sợ có nhiều người không biết á. Là không biết mình đang nói cái gì á. Thông thường tiếng Việt nó phong phú lắm mọi người. Một từ nhưng mà có rất là nhiều nghĩa. Cái này chấm mắm đường không biết nó ngon không mọi người. Mình thích chấm mắm đường thôi. Wow.
Cái này chua quá. Wow. Cái này mình chỉ ngậm vô miệng rồi mình nút vô nha mọi người, đừng có nhai nha. Nhai thì nó chua lắm mọi người. Mà. Wow. Công nhận những trái xanh như thế này chua quá. Cái chanh này nữa. Cái vị nó chua chua mọi người. Không như kêu cái trái chanh này á, đem lắp muối ớt ăn nó sẽ ngon hơn. Ăn một lúc nhiều cá thử nó mới ngon. Ăn đường cá thường cá không ngon tí nào. Để chứ đâu. Ăn là phải ăn nhiều như thế này à. Nó cảm nhận được cái độ ngon. Mình ăn ít ít á, mình ăn không có để kia mọi người. Còn một tí xíu muối. Cái hạt có hạt to hạt nhỏ này giống trái nhãn ghê gớm luôn, ăn là làm cho cái miệng lưỡi mình nó đen luôn rồi. Đúng rồi, Hương quên giới thiệu cho mọi người còn một món nữa. Mọi người, nãy giờ Hương quên lấy cái này ra cho mọi người xem rồi. Cái này người ta gọi là cái xay nha. Đây, cái xay. Đây nè. Đây nè mọi người, cho mọi người xem nè. Nó còn nguyên lá luôn nè. Rồi đụng hết rồi. Đụng hết lá. Đây, cho mọi người xem nè, cái xay nè. Bị rớt rồi mọi người. Bị rớt rồi. Cái xay này á nó bị nó chín quá cái nó bị khô rồi. Cái hộp nó như thế này chứ thông thường á trái xay cái vỏ của nó mọi người cắn ra nếu mà nó còn nó chưa chín á thì cắn ra là cái vỏ của nó bên trong này nó hơi xanh xanh nè. Xay chín thế này mọi người biết làm gì không? Lắc muối. Xay chín là mình lắc muối ớt ăn mới ngon. Cái này chín bé không? Chín bé mà nó bị khô luôn á. Thông thường mình mua về mình lắc muối ớt. Không phải ăn hết đồ chua rồi không biết ăn được đồ ngọt mà mọi người. Chứ mình đang ăn chua mà ăn ngọt là có chuyện rồi mọi người. Mọi người nghe tiếng gà gáy không? Phía sau nhà Hương á, gà nó đang gáy.
Thôi mà biết cái chén quớt này không để đâu mà nó bị khô không? Không để trong tủ lạnh á. Mà bị khô nó thế nào? Cái xay này chua chua chấm muối ớt ngon ghê. Hương thì hương ghiền, ăn những cái gì mà chấm muối ớt thôi mọi người. Rất là đùi. Ăn rồi nhẹ ra chấm lại. Mình cái sặc này. Cái sặc này nó mới hấp dẫn này. Wow, nó ngọt lắm luôn á mọi người. Những cái chùm mà chín vàng như thế này nè, không phải nói là ngon phải biết luôn á. Bị rớt rồi. Những cái trái này nó bị sâu nè, bị rớt rồi. Bị sâu bên trong này. Không quá. Dạo này không ăn đồ nóng nhiều mà mọi người thích ăn những cái thứ này nè. Nôn nè, khá là nóng trong người luôn á. Wow, nó là chua tê tái luôn. Cái cán cái này là bị hư rồi mọi người ơi. Đây là mọi người, cho mọi người xem nè, nó như thế này nè. Cái hộp nó nè. Thật ra thì ba Hương nói là những cái trái này nè mọi người, ngay lá còn xanh, nó còn non, nó còn chưa có bự, chưa có lớn, cho nên là cái cơm của nó khá là ít luôn, mình chỉ nút thôi chứ mình không có nhai được, không có nhai được cái phần cơm. Còn những cái trái mà ngày xưa ba Hương đi núi á, cái lúc đó là chắc khoảng mười mấy năm về trước á, trái nó nguyên chất của nó, trái rừng á mọi người, trái nó khá là bự luôn. Ăn thì phần cơm nó có thể nhai được luôn, có thể mình có thể cắn ra được cái phần cơm, nhưng mà hiện tại bây giờ Hương ăn thì Hương chỉ nút được thôi chứ Hương không có cắn ra được phần cơm. Thì video của Hương cũng khá là dài rồi mọi người, chắc là Hương xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Hương nha. Bye bye.